có mặt ở xã IAO. Mình xin giới thiệu cho lô đất là 10m05. Đây, lô đất của mình từ đây ra đây là 10m05, có một căn nhà như thế này gần ngay trung tâm buôn bán. Trên đất của mình đã có 80 đất thổ cư rồi. Chiều sâu của mình là 47m. Lô đất này là chiều sâu của mình 47m. Đây, lô đất của mình có căn nhà như này. Chiều sâu là 47m. Trên chung quanh khu dân cư buôn bán. Đây. Mình sẽ quay hết chung quanh cho quý khách xem. Đấy. Con đường này, con đường là 644. Đây. Trên đây là trường học. Cây xăng. Cách khoảng 50m là đến cây xăng mới đến trường học, khu trung tâm buôn bán luôn. Lô đất này rất là hợp lý. Lô đất này có thể mở quán nhậu rồi là quán tạp hóa. Xung quanh đây là tầng khu buôn bán hết. Mình đi lên trên này là đây là trường học. Cây xăng trên này luôn. Lô đất này của mình là cách trường học là khoảng cỡ 60m. Căn nhà của mình đã có là 3 phòng ngủ rồi. Mấy một cái kho để ô tô. Ở dưới kia đã xây hết trang trại hết rồi. Đây, lô đất mình từ chỗ cây cây hoa giấy này ra tới chỗ cây cây nục vừng đây. Đó. Chủ nhà đi vắng mà mình không để mình vào mình quay trong nhà. Lô đất của mình rất là đẹp. Rất là bằng phẳng đường đi. Đường này là 644. Đây kho để ô tô. Lô đất mình là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Căn nhà này mình về mình chỉ sơn lại, sửa là sang lại một ít là chỉ việc về ở thôi. Mình đứng ở chỗ cây xăng. Đây là cây xăng, đây là trường học. Đây mình sẽ đi lại đến tới lô đất của mình. Đây. Từ lô đất của mình ra tới đây là cây xăng là 70m. Còn từ cái chỗ trường học này là đi vào tới lô đất của mình là 50m đến 60m. Đây. Đến ngay với chúng tôi ngày hôm nay để mang về cho mình và cho cả đại gia đình mình những sản phẩm cực đẹp, cực sang. Lô đất này 10m05 của mình là gần ngay trung tâm luôn. Một cái cũng chỉ có 20.000. Vâng vâng quần đùi nam. Ông hôm nay xin từ chỗ đây là trường học mình đây. Trường học mình từ chỗ này là ra tới lô đất mình là 50m. Lô đất của mình là trung tâm buôn bán luôn. Giá rất là hợp lý. Quý khách nào có muốn đầu tư thì mình sẽ tư vấn cho.
Đây, từ lô đất của mình đến trường học là 50m. Đây, lô đất của mình đây, từ cái cây hoa giấy này đó. Từ cái cây hoa giấy này ra tới cây lực vừng. Căn nhà là mình chỉ về sửa sơ sơ qua, sơn sơ qua nó về ở luôn. Trung tâm buôn bán luôn.